để chào đón quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Chém Chuối Cuối Tuần được phát sóng trên VTV3 vào trưa thứ bảy hàng tuần. Vào lúc 11 giờ trên VTV3 chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Chém Chuối Cuối Tuần và sau đây sẽ là những thông tin sẽ phát trong chương trình. Thông tin đầu tiên chúng tôi muốn mang tới cho quý vị đó là thông tin liên quan tới hôn nhân gia đình. Chúng ta đang sống trong không khí của ngày Tết và sống những ngày này thì nhịp mà sinh hoạt của các quý vị có thể thay đổi đôi chút. Chính vì vậy mà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình bằng cách uống ít rượu bia và ăn uống đúng giờ để bảo vệ sức khỏe. Bởi vì vốn quý nhất của con người đó chính là sức khỏe. Thế nhưng không phải ai khỏe cũng có thể vui và cũng có thể mang tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thế có nghĩa là chúng ta phải chịu sự phiền lụy vì sao khỏe hay sao? Thế là một câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị ngay sau đây. Tại một địa phương nọ có một cặp vợ chồng lớn tuổi đã có với nhau 5 mặt con. Thế người vợ nhất quyết nộp đơn ra tòa để ly dị chồng mình. Và sau rất nhiều lần tòa đã làm hòa giải nhưng không được, hỏi lý do ra mới biết thì người vợ quyết tâm bỏ chồng bởi vì lý do người chồng quá khỏe và người vợ không thể chịu được. Và thông qua câu chuyện này thì chúng tôi có thể khẳng định một lần nữa, yếu chắc chắn sẽ khổ, còn khỏe chưa chắc được. Thưa quý vị và các bạn, các cụ ta xưa vẫn có câu, cha con nhịn nhau thì vẹn tròn đạo lý, vợ chồng nhịn nhau thì con cái khỏi bơ vơ, anh em nhịn nhau thì gia đình hòa thuận, bạn bè nhịn nhau thì tình nghĩa chẳng phai mờ. Tuy nhiên, nhịn là một điều rất tốt, nhưng không phải nhịn lúc nào cũng là tốt. Có một người đã vì việc nhịn của mình mà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ô thế à? Thế là chắc là rượu bia rồi say sưa rồi xảy ra va chạm. Mặc dù nhịn rồi nhưng mà người ta vẫn cứ cố tấn công, xảy ra cái việc phải đi cấp cứu đúng không anh? Anh nói cứ như là anh biết việc của tôi ấy nhỉ? Thì tôi nghe thì anh nói như vậy thì tôi cũng chỉ hỏi thôi. Vâng. Có một chàng trai ở một địa phương nọ sau khi uống rượu đã nhịn tiểu và bị vỡ bàng quang. Chính vì vậy tôi có thể khẳng định rằng chúng ta có thể nhịn gì cũng được, tuy nhiên không được nhịn tiểu. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là thông tin về giá cả thị trường. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì ra Tết mới có vài ngày, nhưng thị trường về keo rán và ốc vít đang trở nên sôi động và giá cả ngày một khó đoán. Hỏi lý do ra mới biết thì có rất nhiều các gia đình trước Tết đã mua đào thế và mai thế. Thế nhưng chỉ được vài ngày thì gốc đi đằng gốc, cành đi đằng cành và hoa đi đằng hoa. Để khắc phục điều này thì các gia đình không còn cách nào khác là mua keo dán và ốc vít để gắn chúng lại với nhau để tạo. Nên tư thế ban đầu của mai thế và đào thế. Mới đây một ca sĩ kiêm diễn viên múa có một cái tên rất lạ là Quỳnh Khuất Quỳnh đã bị phát hiện hát nhép trong một cuộc thi liên hoan văn nghệ phường. Theo những chia sẻ của cô ca sĩ này trên Facebook thì cô có nói là em không có lỗi, không có tội. Vì hát nhép thì rất nhiều nghệ sĩ và ca sĩ hát nhép. Tuy nhiên em chỉ kém may mắn hơn, đó chính là trong khi hát em bị rơi mic. Và đó cũng là một kinh nghiệm với tất cả các nghệ sĩ và ca sĩ nếu như có ý định hát nhép. Tốt nhất là chúng ta nên buộc mic vào tay hoặc dùng ốc vít bắt nó lại. Nếu cẩn thận hơn có thể dùng keo dán như anh Chuối Tiêu vừa nói. Chia tay với những thông tin về âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan tới giáo dục. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé Hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào bé cũng cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần. Anh Chuối Tiêu này, anh không định tặng tất cả khán giả nhỏ tuổi của chương trình Chém Chuối Cuối Tuần một bài hát đấy chứ? À không, tôi đang muốn nói về phiếu bé ngoan. Những chiếc phiếu bé ngoan là một món quà đầy ý nghĩa đối với các bé sau một tuần đi học. Tuy nhiên để biến chiếc phiếu bé ngoan không chỉ là niềm mơ ước của các cháu mà còn tạo ra sự thích thú cho bố các cháu thì tại một trường mầm non nọ đã quyết định in hình nàng tiên cá trên phiếu bé ngoan. Anh Chuối Tiêu này, tôi nghĩ là nàng tiên cá là một nhân vật trong các câu chuyện cổ tích mà các bé rất thích. Tôi nghĩ in nó cũng là chuyện bình thường có sao? À vâng, chuyện bình thường nếu như chúng ta chỉ in nàng tiên cá, nhưng điều bất bình thường ở đây đó là nàng tiên cá không mặc áo. Thì theo anh như thế này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cần có một cái nhìn nghiêm túc trong việc đưa các hình ảnh lên phiếu bé ngoan để phù hợp với lứa tuổi của các cháu. Với hình ảnh nàng tiên cá không mặc gì, có lẽ chúng ta dành cho phiếu bố ngoan. Và sau đây sẽ là những thông tin về lượng khán giả quan tâm tới những mục tin mà chúng tôi đưa ra trong chương trình. Hôn nhân gia đình 68%, y tế 55%, giá cả thị trường 70%, âm nhạc 60% và giáo dục lên tới 98%. Xin được chúc mừng anh Chuối Tiêu. Như vậy là thông tin giáo dục anh đưa ra đã nhận được rất nhiều những thông tin và sự quan tâm của khán giả. Và ngay sau đây, để làm hài lòng các quý vị khán giả, chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện liên quan tới giáo dục, liên quan tới thầy cô, tới trường lớp với một vị khách mời đặc biệt được mời tới chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp xúc và làm quen cũng như là trò chuyện với chị Lanh Thị Lợi, là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của một trường tiểu học. Xin mời chị. Ở đây đây. Chị. Sao thế? Ôi. Lâu quá. Dạ vâng, chị ngồi đi. Đứng đợi 3-4 tiếng để vào đây. Xin lỗi chị. Dạ mời chị ngồi. Dạ vâng, mời chị ngồi. Dạ. Thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Thế nhưng mà làm chân chị làm sao đấy ạ? À thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đứng đợi lâu quá mới được vào. Sao lại đợi lâu ạ? À? À, ừ, 3-4 tiếng rồi. Sao lại 3-4 tiếng? Chúng tôi hẹn không với chị sao, là nhưng mà không sao. 11 giờ mới ghi hình cơ mà. Nhưng mà sốt ruột quá. À. May mà ngày xưa tôi cũng là vận động viên marathon của cấp huyện đấy. Đấy. Dạ, vâng. Cho nên là mục đích của tôi bao giờ cũng phải là về đích thật nhanh, cho nên là cứ phải đợi ở kia để mong vào đây cho nó nhanh. À, tức là chị do một cái lý do là bệnh nghề nghiệp, chị muốn là lúc nào cũng về đích trước ngày khác, cho nên là chúng ta mời 11 giờ nhưng chị đã có mặt ở đây vào lúc 8 giờ. À. Vâng, phải nói là hiếm khi mà thấy một cái người nào đó mà lại có cái ý chí tiến thủ như chị. Nhưng mà chị cho tôi biết là cái cảm giác của chị khi đang ngồi ở nói chuyện với chúng tôi ở đây ạ. À thì cảm giác nó rất là cảm giác, cũng rất là sung sướng vì mình đã được về đích. À, nhưng mà đây là chương trình, là chuyên mục là Chém Chuối cuối tuần. Vâng. Và hôm nay là chị đến với chúng tôi, chị có đôi lời nói với tất cả quý khán giả đang xem đài không ạ? À thì cũng kính chúc quý vị khán giả một năm mới này, nhiều hạnh phúc này, nhiều niềm vui này, không phải lo lắng gì cả này, luôn luôn về đích này. Ừ, thế nhưng mà tôi lúc nào chị cũng dùng cái từ về đích, tôi lại phải đích cái gì? Cái gì thế hả chị? Chị thông cảm như thế này, chúng tôi không bao giờ nhận phong bì khi mà không biết lý do của nó. Cũng là phong tục đầu năm mới thì là lì xì cho nhau, thì dù sao đây là cuộc gặp năm mới đúng không? Đây nữa. Ui dồi ôi, trinh dạ. Chưa? Ngon à, chưa? Chuối ạ, dạ, ừ. Chuối chanh. Cái này mà, anh Chuối Tiêu ạ, cái này mà có ba thì nói là chuối đậu chứ thì thôi. Thì biết là các anh làm chương trình Chém Chuối, dạ, đem lại thư giãn cho nhân dân. Vâng. Tôi phải mang chuối đến cho các anh bồi dưỡng. Này chuối rất giàu năng lượng nhá, nhiều kali nhá, tốt lắm đấy. Dạ, vâng. Nói là xin thay mặt là anh Chuối Tiêu, vâng, tôi là Chuối Hột. Xin thay mặt cảm ơn chị cùng với gia đình. Hôm nay chúng tôi mời chị đến trường quay với một cái câu chuyện mà muốn chia sẻ với chúng tôi, vâng, và quý vị khán giả xem đài. Người ta vẫn nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Vậy là trong ba cái ngày đặc biệt đó thì theo cá nhân của chị thì cái ngày nào chúng ta cho là ngày quan trọng? Theo tôi nghĩ thì ba ngày đấy đều đặc biệt và quan trọng. À. Cha mẹ cũng rất là quan trọng, dạ, và thầy cô cũng vô cùng quan trọng. Vì thầy cô là người trực tiếp dạy dỗ con mình, đem lại cho con mình kiến thức. Rồi con mình có kiến thức thì sau này sẽ học hành cũng bằng có cấp, rồi làm việc có ích cho xã hội. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Không chỉ riêng thầy cô của con cái mình đâu, mà thầy cô của chính bản thân chúng ta cũng vậy. Những người đã dạy dỗ chúng ta nên người, đúng không? Chúng ta vẫn thường nói là thầy cô là cha mẹ thứ hai, là những người đã cho chúng ta rất nhiều điều trong sống này. Người Việt Nam chúng ta là có cái truyền thống tôn sư trọng đạo từ nghìn đời nay rồi, đúng không anh Chuối Hột? Đúng quá chứ, thì một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ngày xưa làm gì có điều kiện vật chất như bây giờ. Đến nhà thầy ấy, đến Tết nhà thầy đôi khi cả một đống học trò ăn hết cả đồ đạc ở nhà thầy, có khi phá tan tành hết cả cái mâm ngũ quả nhà thầy ra ấy chứ. Thế nhưng mà thầy vẫn yêu, vẫn quý, mà đôi khi là chỉ tặng thầy những cái bó hoa trong vườn, hoặc là đôi khi người nào cũng giống chị, nải chuối hoặc là trục trứng gà là yêu thầy lắm rồi. Anh ơi, đó là chuyện ngày xưa thôi, thời đại bây giờ khác lắm, tặng quà bây giờ nó khác lắm. Đúng. Nó có một văn hóa tặng quà cơ. Đúng. Tôi lại đồng ý với chị lần nữa. Tôi với anh Chu Hột đã từng nói về cái chuyện tặng quà rồi. Tặng quà là phải có văn hóa. Tôi đây này, tôi là hội trưởng hội phụ huynh, cực kỳ được tín nhiệm. Đúng. Năm nhiệm kỳ rồi. Thế nhiệm mà kỳ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Thế bởi vì mà sao? Nhiệm kỳ nào cũng phải nghiên cứu đào sâu để xem thầy nào sở thích ra làm sao. Rồi cung rồi mạng rồi sở thích rồi bao nhiêu thứ phải thế, nghiên cứu kỹ lắm. Thế thì ví dụ cho tôi xem nào. Tôi ví dụ nhá, ví dụ như là cô chủ nhiệm của thằng con tôi. Đấy. Tôi nghiên cứu rồi. Cô là mệnh thổ. Ừ. Mà hỏa sinh thổ. Hỏa là màu đỏ, hỏa sinh thổ thì màu đỏ rất tốt cho cô. Tôi tặng ngay một cái bếp ga bật lửa lên đỏ chót. Đúng tốt rồi, cho cô đấy. Rồi, phải nghiên cứu kỹ thế cơ mà. Nếu mà nói như chị ấy, tức là tặng bếp ga, thế sao chị không tặng cả một rừng củi về để đun khỏi về? Cứ anh ơi, ở thành phố lại rừng củi thì phải nghiên cứu nhà cô chật cái bếp ga. Thì tôi nghiên cứu tiếp, thầy dạy toán chưa có vợ. Ừ. Đấy, rất là yêu màu xanh. Ừ. Thế là mình phải chọn những cái áo sơ mi màu xanh tặng thầy. À. Đấy, cô tiếng Anh thì ghét màu tím, thích màu hồng. Mình không dạy gì mua váy màu tím như áo của anh đâu. À. Mình mấy cái váy màu hồng tặng, bờm hồng, váy hồng. Chắc chắn là thầy cô sẽ thích. Đấy, tâm lý. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Anh nghĩ thế nào? Tôi vẫn là
bảo lưu cái ý kiến của tôi. Đó chính là gì? Quà tặng nó là cái yếu tố tình cảm bên trong của con người. Đôi khi các chị thì bảo nghiên cứu này nọ kia khác, rồi là phải quan điểm là tâm sinh lý. Nhưng mà tôi nói thật sự, ai tặng tôi cái gì tôi cũng thích. Ví dụ như chúng ta tặng quà với nhau, điều tôi quan trọng nhất đó chính là phải là cái tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà anh ơi, đấy là thời ngày xưa thôi, thời bây giờ rất là khác. Cái tấm lòng của anh ấy nó không hiện diện, nó không hiện hữu, mà cái tấm lòng nó chỉ thể hiện trong văn chương nghệ thuật thôi. Chứ bây giờ anh làm sao anh được nhìn được tấm lòng? Anh có nhìn được lòng tôi mà nhìn chị tôi có đoán cái câu mà các cụ cũng đọc đó chính là con lợn có béo thì có lòng mới ngon. Ấy rắn lại nói con lợn ở đây. Ai lại ví lòng chị như lòng lợn. Anh này thì tôi nghĩ là tôi không thể nhìn được lòng của chị, vì tôi nghĩ là thịt nó cũng che mất lòng rồi. Thôi được. Chính vì vậy, cái tấm lòng của mình đối với thầy cô phải nó thể hiện bằng một cái sự vật nào đấy mình có thể nhìn được, sờ được. Tôi nói ví dụ như này, chuối này tôi tặng các anh, nó tấm lòng của tôi, nó hiện hữu. Nó có nghĩa là quà. Đó là quà, mà quà như có hai loại, là quà cứng và quà mềm. Quà nào là quà cứng, là quà mềm? À thì đây tôi ví dụ như là nải chuối nó là quà mềm. Đấy. Thế còn cái phần tôi đưa trước các anh nó là quà cứng. Quà cứng, quà mềm. Có nghĩa là cứng, mềm. Phải đứng với mềm. Mềm, nó là mềm cho cứng. Mềm, thì lại làm nền cho cứng. Vâng. Cứng ứng nền. Mềm là cứng là mềm, cứ làm nhằng thế à? Lúc xanh thì cứng, lúc chín thì mềm. Vâng. Còn cái này thì nó mềm, nhưng nó lại là cứng. Vâng. Phải cứng cứng, mềm mềm, mềm mềm, cứng cứng. Vì đôi khi cái mềm nó làm nền. Thế còn cái phần cứng này, nó thể hiện cái tình cảm của mình đối với thầy cô, nó có giá trị hơn, nó ý nghĩa. Rồi. Nhưng mà tôi muốn nói với chị là không phải là thầy cô nào cũng nhận quà một cách không có lý do thế này đâu nhá. À thì tất nhiên mình đưa vào tay cô, tay thầy. Thầy cô không nhận thì mình đút vào túi. Cô là không bao giờ mặc quần mà chỉ mặc váy thôi, biết làm thế nào? À thì mình lại chọn cái chỗ nào mà có thể để cô thầy cô nhìn rõ nhất, tiện nhất. Ví dụ như là trên mặt bàn uống nước, trên chỗ để điện thoại, chỗ nào mà tiện nhất. À đúng rồi, ví dụ như là để ở giỏ xe. Mà thầy cô mà đi về đến nhà mới phát hiện ra lúc đấy đã muộn rồi, đành phải rách sách túi quà vào trong nhà. Tất nhiên đấy. À nhưng mà tôi lại thắc mắc một điều nữa là nếu như phụ huynh nào mà lại cũng quan tâm nghiên cứu về thầy cô như chị, đúng không? Ví dụ như là cô chủ nhiệm của con chị, bây giờ ai cũng biết là cô mạng thổ sẽ tặng bếp ga. Thế thì một lớp này 40 mấy cháu thì là 40 mấy cái bếp ga như thế thì cô dùng đến bao giờ thì mới hết? À thì tôi là hội trưởng hội phụ huynh, phải thống nhất giữa các phụ huynh cái quà tặng chung là gì, đúng không? Là cả lớp tặng một cái bếp ga như thế. Thế còn quà cứng của mình là mỗi phụ huynh thể hiện tấm lòng của mình với cô, gọi là phần cứng. Nhưng bây giờ tôi lại còn thắc mắc một điều nữa thế này. Bởi vì là theo tôi được biết ý, thì bắt đầu là các cháu mà học tiểu học rồi là có rất nhiều thầy nhiều cô. Vâng. Ví dụ như học mầm non ấy là chỉ có một thầy một cô. Vâng. Mình chăm sóc nó dễ. Chứ bây giờ mà đi học mà có nhiều thầy nhiều cô thì chăm sóc thế nào đây? Cả vấn đề đấy nhá. À thì đúng rồi. Thì rất nhiều thầy cô cho nên mình cũng phải có phân loại. Anh ạ, phải có phân loại. Loại 1, loại 2, loại 3. Ô thế là như thế nào? À tôi ví dụ như là những cái môn học chính thống, những cái môn học chính mà sau này các cháu có thể thi đại học ấy, như toán, lý, hóa, ngoại ngữ chẳng hạn. À. Đấy thì mình xếp loại 1. Thế còn loại 2? Còn đâu là thử thể dục rồi hát rồi giáo dục công dân thì mình xếp loại sao sao? Thế giáo dục công dân thì là chị xếp vào loại thứ mấy? Tôi xếp lại cái top cuối cùng. Giáo dục công dân mà lại xếp vào top cuối cùng nữa. Thì môn này có thi đâu. Tôi nghĩ thế này này. Đúng về rồi. Mặt tặng quà thì tôi phải nói thật với anh Chuối Tiêu với cả chị hội trưởng hội phụ huynh thế này. Tôi nghĩ là đã tặng quà mà lại còn phân biệt ra từng loại. Thì tức là chị có mục đích trong việc tặng quà. Có nghĩa là tôi phân loại đây là để cho tiện chăm sóc thôi. Các thầy cô kia vẫn được tặng quà. Nhưng mà tôi tặng vào một cái dịp nào đó, ví dụ như lễ Tết nó nhiều việc quá, lu bù quá, không thể đến hết được các nhà thầy cô. Thì mình sẽ tặng vào một cái dịp khác. Trong năm thiếu gì dịp. Tôi hỏi anh nhá, ví dụ như là tháng 2 có 14 tháng 2 này, 8 tháng 3 này, 1 tháng 4. Tôi chị dừng lại. Chị nhầm thế nào đấy? Cái gì? Thì 8 tháng 3 chị tặng các cô thì tôi thấy còn là được. Thì đi tặng 14 tháng 2 là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân mà chị lại bảo là tặng quà thầy cô. À thì ngày lễ tình nhân đấy. Thì nó cũng thể hiện tình yêu, thương của học trò đối với thầy cô. Tặng được à? Tặng được. Cứ vu cho là cái ngày quan trọng để tặng ấy mà. Thế là tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày lễ tình nhân mà quên không tặng quà thầy cô đấy nhá. Tức là mình tranh thủ những ngày lễ, ngày Tết, mình tặng quà các thầy cô. Ngày 14 tháng 2, ngày Valentine này, mùng 8 tháng 3 này, 30 tháng 4 này, mùng 1 tháng 5 này, mùng 1 tháng 6 này, 27 tháng 7 này, mùng 1 tháng 8. Phút này thì tôi khẳng định là chị giữ cương vị là hội trưởng hội phụ huynh 5 năm liền vẫn là cực kỳ chuẩn. Ôi giời anh ơi, nghiên cứu kỹ lắm đấy. Và tôi nghĩ là không ai xứng đáng bằng chị đâu. Vâng. Mà tôi nghĩ là nếu mà có một người mẹ như chị thì con chị rất yên tâm mà học.
có là yên tâm mà học, học cũng được mà không học cũng được, bởi vì là có mẹ lo hết cho rồi. Không, mẹ chỉ giúp con thể hiện tình yêu thương với thầy cô thôi, còn con vẫn thích học là chính chứ. Làm sao, thôi dù sao cũng muốn cô giáo, thầy giáo là quan tâm đến con mình nó đặc biệt hơn một chút. Nhưng mà ai cũng quan tâm, thầy cô giáo cũng quan tâm như thế thì con gọi gì là đặc biệt nữa. Đấy anh ạ, ở trường học nó xảy ra rất nhiều trường hợp như thế đấy. Các phụ huynh luôn luôn chạy đua với nhau để làm sao mà tạo cái tình cảm thân thiết với giữa phụ huynh với cô một cách tốt nhất. Nó là phong trào anh ạ. Tức là ở trường tôi ý, tức là trường chị là có nhiều trường hợp là các phụ huynh học sinh lấy lòng thầy cô bằng cách chứng tỏ tình cảm của mình qua cách thể hiện bằng hiện vật. Vâng. Thế bây giờ như con mình về kêu ca là con hôm nay con bị điểm kém, dạo này con bị cô phạt thường xuyên, cô nhắc nhở, thế là cha mẹ nào sẽ đau xót hả anh? Thế là thôi lại phải có chút quà cáp cho cô, nhờ cô quan tâm chăm sóc con mình hơn. Thế này tôi có thể khẳng định là những cái sự việc trong cuộc sống này nó cũng một phần là do chính các phụ huynh và học sinh gây ra đấy chứ, chứ có phải là lỗi do thầy cô đâu. Vâng, thì đôi khi các phụ huynh đua nhau mà anh. Anh cũng làm thế, anh cũng làm thế thì tôi cũng bắt buộc cũng phải làm thế. Tức là chúng ta vô hình dung lại đưa các thầy các cô vào một thế rất là bí, một thế kẹt, tức là dẫn đến tình trạng là không nhận cũng phải nhận. Nhưng chị có bao giờ bị áp lực hoặc là cảm thấy quá tải vì công việc mình làm không? Ngày cũng cảm thấy mệt mỏi đấy, vì đôi khi mình phải đầu tư chất xám này, thời gian này, kể cả tiền bạc nữa. Suốt ngày phải suy nghĩ là lễ này tặng gì, tặng món quà như thế nào, phù hợp với thầy này thì cô ấy không. Mệt mỏi lắm anh ạ. Nhưng mà đôi khi mình không được phép dừng, bởi vì mình mà dừng thì các phụ huynh khác vẫn làm cơ mà. Mình không dừng được, con mình sẽ bị lạc lõng, mình sẽ bị tụt hậu, đâm ra cứ vẫn phải theo cuồng anh ạ. Như vậy nó trở thành một cuộc đua. Và tôi thì tôi nghĩ thế này, cá nhân tôi không phản đối cái việc là tặng quà thầy cô vào những dịp lễ Tết, chúng ta nên làm, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ là nếu như nó biến thành một cuộc đua thì cái giá trị về tình cảm sẽ được coi nhẹ và giá trị về vật chất sẽ được đặt nặng. Nếu mà như vậy thì chắc chắn nó mất đi những ý nghĩa sâu sắc về những món quà mà chúng ta dành tặng cho thầy cô. Có lẽ thông qua câu chuyện của chị thì quý vị khán giả đang xem truyền hình sẽ có rất nhiều những cảm xúc trái trao. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những cái tình cảm mà chúng ta dành cho người thầy vào dịp Tết đó là thiếu được. Xin cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia chương trình của chúng tôi. Chúc chị có thêm được nhiều nhiệm kỳ nữa để làm hội trưởng hội phụ huynh, và chúc cho các con của chị học thật là giỏi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Lanh Thị Lợi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, việc tặng quà các thầy các cô đó là thể hiện tấm lòng của chúng ta, một nghĩa cử cao đẹp mà chúng ta nên làm. Tuy nhiên, tặng quà thế nào đó lại là một việc khác, và điều các thầy các cô mong đợi, trông chờ đó chính là sự thành đạt, sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, đó chính là món quà quan trọng nhất. Và hãy đừng biến sự quan tâm trở thành một cuộc đua. Và chương trình Chém Chuối Cuối Tuần của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại ở đây. Xin chào và gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào.